Mặc dù Ranger thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam từ tháng 8 năm ngoái, phiên bản Raptor đến nay vẫn chưa xuất hiện. Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, Ranger Raptor 2023 sẽ ra mắt ngay trong tháng 3 tới dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan, chứ không phải lắp ráp trong nước như các bản khác. Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt cọc for Ranger Raptor 2023 với mức giá dự kiến 1 tỷ 329 triệu. Phiên bản hiện tại đang có giá 1 tỷ 202 triệu vậy là tăng lên tới 127 triệu. Fanpage for Việt Nam, trong thời gian gần đây cũng liên tục nhá hàng và hé lộ rằng Raptor 2023 sắp ra mắt. Theo thông tin từ đại lý, rằng Raptor mới sắp về Việt Nam sẽ dùng động cơ 2 lít giống phiên bản Trách, chứ không phải máy 3 lít V6 như tại một số thị trường khác. Động cơ này cho công suất khoảng 210 mã lực, mô men xoắn 500 Nm kết hợp hộp số 10 cấp. Tuy nhiên, so với bản Trách, bản Raptor vẫn sẽ có những khác biệt trong hệ thống vận hành như 7 chế độ lái, hệ thống treo con trâu, hệ thống treo cao cấp, hệ dẫn động hay khung gầm được ra cố bằng thép cường lực dày. Về ngoại hình, bản Raptor cũng hầm hố hơn hẳn các bản khác. Lưới tản nhiệt với logo pho lớn, vòm bánh xe mở rộng cùng cản trước và cản sau có góc tới, góc thoát lớn là những điểm khác biệt của bản Raptor so với các bản còn lại. Bộ vành kích thước 17 in sơn đen kết hợp lốp đa địa hình 32 in. Khoảng sáng gầm bản Raptor lớn hơn. Mặc dù thông tin trang bị bên trong xe vẫn chưa được hé lộ, có thể dự đoán nội thất bản Raptor ngoài các chi tiết như vô lăng, ghế ngồi, thì các trang bị tiện nghi vẫn giống oai trách, với màn hình lớn sau vô lăng, màn hình trung tâm đặt dọc 12 in, cần số điện tử nhỏ hay hệ thống âm thanh 10 loa BO. Đối thủ cạnh tranh Forung Raptor hiện chỉ có Toyota Hilux GR Sport, tuy nhiên phiên bản Hilux này chưa rõ có được nhập về bán đại trà tại Việt Nam hay không. Hồi cuối năm 2022, một chiếc phiên bản GR Sport duy nhất được bán tại đại lý với giá 1 tỷ mốt, theo thông tin từ đại lý, Hilux 2023 cũng đã được nhận đặt cọc và về nước trong năm nay.